Xin chào các bạn. Mình đang đứng giữa ở vườn mai và hôm nay mình đưa đoàn ở Điện Biên, tuần giáo Điện Biên đến thăm vườn mai của mình 7 tháng tuổi nhé các bạn. Đây chị ví dụ cho em cái cây này. Nó chỉ bằng típ 34 đúng không? Thế mà bây giờ chị đã chiết được 1 2 3 4 5 6 7 8 và bên dưới này 1 2 3 4 bốn cái nữa là nó vị trí là 12 cái mắt. 12 cái mắt mà giá thị trường bây giờ là 90.000 trên một mắt. Nếu như em về em ươm bầu 2 tháng nữa là người ta bán 120, 130. Thì em nhân cái cây này của chị đã có hơn 1 triệu rồi, đấy là nguyên tiền giống, chưa tính đến tiền lá. Lá khi hôm chị cắt giống đây chị hái nguyên cái cành này cũng được hơn 2 cân rồi. Hơn 2 cân bây giờ đã có 50.000. Như cái cây đấy, như cái cây này để mà nói là khi nó trưởng thành từ giờ đến cuối năm chị phải nhặt tầm 1,5 triệu là ít, mà nó chỉ bằng cổ tay chị thôi đấy. Thế cái này cứ bó mà thôi đúng không? Đấy em ơi, nó phải ra rễ, nó phải ra rễ xong bắt đầu các chị mới chiết cắt ngày trên cắt dưới cắt xung quanh xong bắt đầu mới đấy ngày 14 âm. Đấy, 14 tháng 7 âm. À, nó ra rễ ở cái đùi gà này, ví dụ như cái cây này là nó phải lên tít trên này xong nó ra rễ ở đùi gà này. Ừ. Thì mình mới cắt bỏ những cái xung quanh này đi xong mình mới đắp bùn vào. Mình bó giò vào đấy. Đấy. Đơn giản ví dụ như cây này và cây kia, hai cây thì chắc chắn nó phải có tầm 3 triệu tiền giống từ giờ đến cuối năm. Trong năm nay cây này này đấy, cây to đấy. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà khai thác thì khai thác kiểu gì, chứ ví dụ mà khai thác để mà lần sau nó lại ra tiếp ấy em ơi. Khai thác ví dụ như khai thác lần sau ra tiếp thì cây này ví dụ từ đây nhá, cây như tàu này là em có thể hái được rồi này. Đấy, bởi vì lý do là cái búp này nó cái em cảm nhìn thấy cái lá ngoài này nó bé hơn cái lá trong này. Thì là nó đã vút rồi nhá, vút cần câu rồi, thì em sẽ khai thác từ trong này. Thế xong những cái mấu trong này nó lại lăn ra to mọc lên. Thế thì mà mình phải cắt cái đoạn này để nó mọc những cái mấu trong này, hoặc là như đây thì như cái tàu này của chị là nó vẫn còn ra nữa, nhưng mà đến khi em khai thác thì em cắt từ đây thì trong cái mấu này nó lại ra tiếp này. Trong nó cái mấu này ra tiếp. 5-6 năm sau không phải chặt đi và cây của nó vẫn lại mọc lên, cứ cắt đi nó lại mọc lên. Đấy là gọi là hái từng chật. Còn nếu như chúng ta mà không hái chật thì chúng ta cứ lá to chúng ta hái. À, xong bắt đầu còn cái búp ngoài bao giờ nó ra hết cỡ thì là bắt đầu chúng ta cắt bỏ. Đấy. Luôn thì nó đỡ phải nuôi thì cái lá thì lá cũng. Vâng. Đây ví dụ như cây này thì nó ra cái măng này, cái măng này từ giờ đến Tết cũng phải có 2 triệu. Thế còn đừng bán đấy, đúng không? Mình chiết giống như thế kia là trị giá sẽ thu được 2 triệu. Cái này họ đã chiết họ cắt gì rồi đây này. Vâng đấy ạ, đấy ạ, bẻ rồi đấy ạ. Đấy. Như cây bé ti ti này mà được một cành hai cành nên cành này thì nó, chưa. Nó có ra nữa không? Mình cắt đi kia liệu nó có mọc ra nữa. Nó sẽ không mọc ở cái mấu này nữa nếu như mà mình chịu khó mình cắt mình lựa. Ví dụ như cái cành này, mình lựa thì mình để cái mé bên này mình lựa ở đây thì nó sẽ mọc từ đây ra. Nhưng mà mình cắt bỏ cụt như thế này thì là nó sẽ không ra nữa. Nó không ra nữa và những cái mấu trên này thì mình cắt cụt ở đây xong bắt đầu nó lại ra từ trên này xuống. Lại ra tiếp. Đây như cái tàu này. Phân thì như một năm như gốc này thì chị bón như nào? Để mà nói chị trồng cái cây này được 7 tháng rồi thì bây giờ mới bón được 2 lần. Một lần phân hóa học và một lần phân chuồng. Phân chuồng thì là ví dụ như kiểu là một cái bao phân gà mà nó rơi vào tầm khoảng độ 12 13 cân thì mình cứ một bao mình chia ra làm 2 6 cân. Đấy, 6 cân một chật. Còn phân hóa học thì 3 lạng trên một lần bón thế thôi. Thì mấy tháng thì mình lại bón một lần. 6 tháng mình bón một lần, một năm mình bón 2 lần thôi. Đúng. Cái đất này thì được cái nó vẫn màu mỡ. Không, đứng dặn trên đỉnh đồi chẳng qua là màu mỡ là em xới cỏ em để thế này thôi, còn cái chính ra nhá. Nếu còn phát triển nữa bởi vì em cho cái cỏ ngọt này là nó ăn mất màu mỡ nhiều à. Nó ăn màu của cái cây này nhiều mà nó bóng, nó úm, có khi nó úm bây giờ mới hở lên thôi. Chứ còn những cái lúc mà cỏ nó tốt là không nhìn thấy cây mai đâu hết cả. Đúng rồi, cỏ nó cao một tầm một với này. Nó úm mà nó ăn hết. Không, đây chẳng qua là mình cho ăn không hết. Đây, đi ra thăm cái xó đằng này, những cái khóm mai thái đi ạ. Đấy. Như cái khóm này từ giờ đến cuối năm phải thu được 4 triệu tiền giống. Mai Thái.
Đây đây cái xó đằng này là mai thái, còn đằng kia là mai vàng. Nó to hơn đúng không? Và nó nhiều ấy hơn. Lá của nó sẽ to hơn và dày hơn cái thằng mai vàng. Nhưng mà mai vàng thì nó lại nhiều cành nhiều đốt hơn. Cái con này à, cái này nhưng mà cái măng của nó lại nhiều hơn, đúng không? Măng to hơn. Măng to, mà măng to hơn. Đấy mà khi cái cây này nó lên là nó không lên thẳng à. Nó lên là nó cứ 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 là đấy, xong rồi khi mà cái lá kia nó rậm là nó tự bò xuống. Đấy. Cái cây này sang năm á là phải có cây măng to bằng bắp đùi. Nhưng mà cái thân nó mỏng. Cây to nhưng thân nó mỏng thì là nó lên, xong rồi lên thì nó cũng lên là kiểu chéo chéo kiểu này, nhưng mà đó nó có lá một cái là nó ngả ra. Nhưng mà bây giờ mua lá thì họ ưa chuộng lá mai thái. Mai vàng, mai thái và cây bương thì người ta vẫn cùng mua một loại, nó vẫn là dòng lá cuống vàng. Đấy, nó vẫn là dòng lá cuống vàng. Đây đằng này có một cây bương. À, cái mai thái và cái mai vàng á thì cây nó to thì măng của nó mềm. Và nó ngon hơn cái thằng bương. Thằng bương thì nó cây nó nhỏ và nó đặc, thế nên là nó cứng. Vâng. Vâng. Anh ơi không, lá nhỏ bây giờ từ cái lá này trở đi người ta thu ạ. Từ cái lá này là người ta thu, nhưng mà với điều kiện là nếu như nguyên cái lá này thì người ta thu là giá 12.000 trên một cân. Chứ còn từ cái lá này trở đi mà thu thì người ta cũng mua lá xô cho đến A to hết, cỡ là 22.000 một cân. Nó chia làm hai loại. Bé cũng có, cũng bán được. Không bỏ một cái gì luôn. Và đây còn lấy kia là bỏ để cho trâu. Vâng, đấy cho trâu cho cá và không bỏ cái gì luôn. Cái cây này của nó thì sau này nó mỏng, nếu như số lượng nhiều thì mình vẫn có thể bán làm nguyên liệu giấy cho nhà máy giấy. Các chị trồng ở đây là cách hàng các cây cách nhau đây là... đây là 7 mét đấy ạ. 7 mét đấy nhưng mà dày. 7 mét vẫn dày. Dày. Nó phải là 8 đến 10 mét. 10 mét là đẹp nhất. Bây giờ như em nhìn đây nó chỉ cần sang năm thôi nó đã coi như đầu chấm đầu rồi à, khép rồi à. Nó bởi vì cái cây này nó không đứng thẳng. Vâng, nó bò. Mai thái là phải trồng khoảng 10 mét. Kể cả mai thái lẫn mai vàng. Đây cây này mới rậm đây, mới được có 3 tháng đây. Đấy mà nó lên được như thế này xong rồi là cây đã hái một lượt đá rồi đấy ạ. Cái đợt lá cắt rồi xong bây giờ nó trồi lên đấy. Nhưng mà đây là mới 3 tháng mà cây kia 7 tháng đúng không? Vâng, cây này 3 tháng còn cây kia là 7 tháng. Cây kia 7 trong kia là 7 tháng là do bị trâu phá đúng không? Cây này là do trâu phá. Đấy, đây cây này cũng là dòng mai vàng 7 tháng đây. 7 tháng. 7 tháng. Trồng từ đầu năm đấy. Chị trồng đầu năm đấy. Đấy. Cái này mình vẫn phải phun thuốc chứ. Không phun thuốc gì hết. Đây chẳng không, nó không có bệnh và nó rất là hạn chế cái sâu ăn lá. Đây cái mai vàng nó năng suất là lý do là một cái mắt này nó ra rất là nhiều tay. Đấy, ra rất là nhiều tay. Này nó được nhiều lá. Thằng kia thì ít hơn. Nó ít hơn nhưng mà lá nó của nó lại dày. Lá của nó lại dày và lá nó to. Để mà nói thì tương đương nhau, hai cái thằng này là tương đương nhau. Không 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 thằng nào năng suất hơn mà không thằng nào kém hơn. Đấy cùng trồng đấy ạ. Đây như cái bụi này là được 3 tháng đây mà nó đã lên được một cái măng và ba cái vọt. Đấy. Cái thằng này mà ở đất ẩm thì chắc là nó phải lên được tầm một gấp đôi thế này rồi. Ở trên đồi cao này làm gì có tưới nước đâu ạ. Không tưới được. Nghĩa là cho nó sống tự nhiên thôi. Mà lại còn bị cái cỏ này nó đem nó ăn hết màu à. Đấy quanh gốc đấy là chị vẫn phải cắt. Thế nhưng mà cắt không kịp. Có hai con trâu ăn không kịp à. Bán cho ấy cái loại cỏ voi này. Nếu mà số lượng nhiều thì người ta mới mua. Nhưng mình đây mình nuôi trâu thì để cho trâu ăn thôi. Đi cắt mình làm cái loại là khô ấy. Còn có vườn nào? Nếu như em muốn thăm vườn to hơn thì cách đây 16 cây à. Chủ yếu là cái thời điểm này chứ còn cái lúc mà nó to lên rồi. Đấy, thời điểm. Từ thời điểm chị trồng đến thời điểm thu hoạch nó là bao nhiêu và nó như thế này này. Đấy, đấy, đấy. Chị đã hái được một chật lá rồi đây này. Đây khi hái là các chị cắt cắt trụi thu lụi đây này, cắt cắt chọc cắt trụi hết đây xong bây giờ nó lại đang lên đấy. Mới được có 4 tháng là bắt đầu chị hái. Nhưng bây giờ lại hái được rồi đây. Ví dụ như những cành này là hái được thoải mái rồi đây. Chỗ này được mấy cân nếu như cây này có được. Khóm này ấy hả? Khóm này hái bây giờ phải có tầm 6 cân lá.
Nếu hái nguyên lá to là được 6 cân lá. 6 cân lá là đã có hơn 100.000 rồi. Là mình cứ tháng mình hái là. Như bây giờ là một tháng hái một lần. Đấy, là mình cắt cụt từ trong ra là đủ một tháng là xong mình lại hái tiếp. Còn nếu như mà mình ví dụ như cái tàu này, mình hái nguyên những tàu này thôi, từ tàu này đổ ra mình để lại thì búp mình để lại thì bao giờ nó ra hết cỡ ngoài này xong mình lại hái tiếp. Hái hết bao giờ nó không ra nữa, nó ví dụ như cái cành này này, như cành này là sắp hết rồi này thì mình lại cắt trụi từ trong kia ra. Nhưng mà cái cành này nó càng ra thì nó càng nhỏ chứ? Không. Nó ra càng lá bên ngoài này nó càng to. Nhưng mà đến bao giờ mình nhìn thấy cái lá bên ngoài cùng nó nhỏ hơn cái lá bên trong. Ví dụ như lá này, tàu này là hết rồi đây này. Tàu này thì nó bé hơn cái tàu trong này thì là coi như tàu này cắt được. Mình sẽ cắt cụt từ trong này thì cái mầm trong này nó lại ra mầm tiếp. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà chị cắt hết cái này ra thì cắt hết cái này đi, xong cái mầm này bắt đầu ra thì nó có lá nó to bằng. To hơn, nó còn to hơn, cây càng già lá càng to. Cây càng già lá càng to. Những cái búi mà 5-6 năm chị nói với em á, cắt cả một cái cành xuống, một cái cây xuống nó phải rơi vào tầm khoảng 5 cân lá, chỉ bỏ khoảng mười mấy lá thôi, mười mấy lá cắt tí tí trong kia cả. Cây càng to thì lá càng to, cây càng già lá càng to. Thế là mình ở trên đấy là chỗ nào Điện Biên ạ? Tuần Giã. À tuần, đi từ 6 giờ chiều hôm qua. Vâng. Ai chà. Bây giờ mới đến. Vâng. Thế bây giờ anh em có muốn đi thăm cái vườn to hơn không? Cách đây mười mấy cây á. Bây giờ đấy. Cái quan trọng nhất là bây giờ em đi xem nó là cái phải là được bao nhiêu tháng thì bây giờ mình... Đấy, đây là nó chị trồng đầu năm đây. Đấy. Chứ cũng to thì nó chả là. Vâng. To hơn thì một búi ví dụ như kiểu là 2 năm thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 cây trên một khóm. To. Đây mới có 7 tháng mà có như cái búi kia là được 8-9 cây lên rồi.